khóa học của mình ấy. Nó còn có mấy buổi nữa thì em xin phép được hỏi chị mấy câu hỏi để khảo sát trong cái quá trình học ấy chị. Ok. Vâng, thế thì cho em hỏi cái là cái khóa học của mình trong quá trình học thì chị có chỗ nào chưa hiểu hay là còn thắc mắc gì không ạ? Đến lần này chưa hiểu thì không phải là chưa hiểu mà chị cũng hầu như là chị cũng xem rồi, chị cũng gần như là hiểu ấy. Vâng. Quá trình học thì mình hiểu rồi nhưng mà còn đâu quá trình mà để làm với cả thực hành thì mình cũng còn phải ghi nhớ dài dài thì mình nhớ. Vâng. Thôi trong quá trình mà thực hành thì mình sẽ cố gắng. Với cả cho em hỏi là cái tự tin sau khi khóa học, cái khóa học này ạ, thì mình có thể tự tin hơn khi mà mình ứng dụng vào thực tế để mà mình tự tin để đi làm không ạ? Ừ thì cố gắng nhưng mà bởi vì là thực ra là mình học lý thuyết mình cũng chưa được ra vận dụng ấy, cho nên là rất lo sợ ấy. Nhưng mà em cũng động viên nhiều, nó cũng chỉ giống trong khóa học ấy, thì vẫn cứ lấy can đảm để tự tin ra làm thôi. Vâng, thế cái khóa học này chị có cảm thấy thích thú khi mà mình học cái khóa học này không? Ừ, chị cũng thấy có mà tại vì thấy cảm giác như là nó dễ, tại vì thực ra là chị cũng trước khi học xong rồi chị cũng làm thử ấy, làm ở ngoài được 2 tháng thì cũng thấy là nó cũng gần giống như những phần mình học ấy, thì là nó thực tế ấy. Thế là chị có muốn góp ý gì về cho giáo viên trong quá trình dạy không ạ? Hay là cho trung tâm bên trung tâm trong quá trình mình học không ạ? Chị cũng không có góp ý gì cả vì chị thấy là giáo viên thì nhiệt tình rồi. Còn đâu giáo trình thì chị cũng chưa thực hành được nhiều ở ngoài. Nhưng mà chị nghĩ là cũng đầy đủ để cho mình có thể đi ra mình làm theo cái phần mà mình đã học. Vâng. Thế nếu mà em cho cái khóa học này nó rơi vào 5 sao thì mình sẽ đánh giá cho em là mấy sao ạ? Ừ, chị cũng nghĩ là 5 sao vì là nó cũng thấy là cũng đầy đủ mà đấy là theo cảm nhận của chị. Vâng. Khóa học thì cũng thấy là đầy đủ cái phần hình như mà em hướng dẫn của một công việc của một người kế toán làm ấy. Vâng. Thì còn đâu về đấy là chương trình học và về giáo viên thì nhiệt tình và hỗ trợ chị thì là cho là 5 sao. Vâng, em cảm ơn chị nhá. Ok ạ, thôi em chào chị nhá. Vâng, vâng, thì mình nghỉ đây luôn chị nhá. Thì sau em tiếp chị nhá. Vâng ạ, chào chị ạ. Vâng, vâng.